Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 8. Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cút đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền gọi từng con nợ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự những người đồng loại. Quý vị và các bạn thân mến, người quản lý bị tai tiếng là phung phí tài sản của chủ, vì thế quyết định không trọng dụng anh ta nữa. Ông cho anh một thời gian để thu xếp sổ sách bàn giao công việc quản lý. Lúc này đây, anh nghĩ con đường làm quản lý của anh đã hết vì không còn được chủ tín nhiệm. Tuy nhiên, quốc đức thì sức khỏe không cho phép vì giờ anh chưa làm việc đồng áng. Ăn xin thì sợ gièm pha, đường đường là một tay quản lý của một phú hộ mà cơ sự nào ra nông nổi thế này. Nghĩ tới tương lai không mấy sáng sủa, nên chủ nhân lúc này còn chút quyền lực trong tay, anh quyết định đánh một bước liều. Anh đã tranh thủ tạo tín nhiệm nơi các con nợ của chủ theo kiểu bánh ít đi, bánh quy lại. Anh đã gọi các con nợ của chủ đến tìm cách giảm nợ cho họ. Từ 100 thùng ô liu lại được giảm một nửa, chỉ còn 50 từ 100 dạ lúa miếng, bây giờ còn nợ 80 dạ. Anh đã giúp cho họ lúc họ nợ nần, thì hỏi ai không mang ơn khi có dịp đền đáp anh xa cơ. Dĩ nhiên, hành động của anh quản lý bất lương sao cho qua mắt được chủ. Ông chủ khen ngợi về việc bất lương của anh mượn đầu heo nấu cháo. Quả là điều tiếng về anh trước đây quả là không phải không có. Nhưng ông chủ đã khen anh này hành động khôn khéo, biết cách xoay chuyển tình thế ngay khi còn có thể. Cuộc sống đời tạm này mang tính chóng qua, thế mà con cái đời này đã nặng đầu vắt óc để tìm cách sinh tồn, huống hồ là đời sống vĩnh cửu. Thì người ta cần phải suy tính thế nào để đảm bảo hạnh phúc đời đời cho mình chứ? Chúa Giêsu muốn con cái sự sáng là con cái của Thiên Chúa, là người Kitô hữu cũng phải tận dụng hết mọi ơn Chúa ban để mà sinh ích, vận dụng hết những gì mình có để có thể đảm bảo cho sự sống hạnh phúc đời sau. Đó chính là việc thiện mà chúng ta hành động vì tình yêu.